Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của AD. Và hôm nay AD xin giới thiệu 3 bộ hoạt hình Trung Quốc 3D đang cực hot, vừa được chuyển thể gần đây. Tiểu thuyết rất được ưa chuộng nên người ta mới ra bản 3D này, với mong muốn mọi người được biết và ủng hộ AD nhiều hơn nha. Dạo này blog dữ lắm rồi. 1. Huyễn Sủng Sư. Chuyển thể từ tiểu thuyết sủng mị của tác giả Ngư Thiên Không, kể về một chàng trai tên là Sở Mộ bị hãm hại và bị Hạ Quản Hàn gieo yểm ma thú, một loại hồn sủng tà ác. Dưới sự khống chế của yểm ma cung, hắn bị ép vào cuộc chiến đẫm máu, thế giới yêu thú và vong linh cùng tồn tại. Hồn sủng sư nhỏ bé phải vật lộn chiến đấu chống lại các thế lực thù địch và bảo vệ người yêu thương, phá vỡ những lời nguyền đen tối, vượt qua muôn vàn khó khăn hiểm trở, từ từ tiến hóa thành tà diễm lục vĩ yêu hồ, miệng diễm cửu vĩ yêu hồ và chủng tộc cao cấp hơn nữa. Hắn chậm rãi bước lên con đường cường giả, không ngừng thu phục các loại hồn sủng trân quý, phấn đấu vì một ngày sẽ có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới. Tuy phim mới ra mắt nhưng có lẽ đối với những ai đã đọc tiểu thuyết này sẽ cảm giác khác một chút, vì đôi khi nhà làm phim sẽ cải biên lại một chút. Nói chung là mọi người hãy xem và cảm nhận nhé. 2. Kim Ngô Vệ Chi Phong Khởi Kim Lăng. Trong thời kỳ Kim Ngô, nơi vua có quyền thế và những võ sĩ mạnh mẽ, Tần Minh, người được giao nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ Kim Lăng, nơi chứa những bí mật quan trọng. Lôi hỏa chết người, lời đồn lan rộng, âm binh mặt chuột hoành hành đế đô, tất cả đều như đang hướng đến bí mật của Tiền Kiều đã bị lôi hỏa hủy diệt. Một bàn tay vô hình đẩy ba thanh niên khác biệt đến cạnh nhau. Kim Ngô Vệ ra lệnh cao thủ lạnh lùng nhất Kinh Nhất Phi phụng chỉ điều tra chân tướng, giải y nhân Bạch Tề ẩn cư nơi thôn giả, nghe lệnh sư phụ xuống núi tìm kiếm thiếu niên Cơ Quan Sư cùng gia nhập Kim Ngô Vệ mà người hắn tìm kiếm lại đang đi lừa đảo. Ba người dần ăn ý tìm kiếm chân tướng lôi hỏa. Để có thể bảo vệ Kim Lăng phải trải qua những trận đấu khó khăn nguy hiểm trước những thế lực. 3. Nguyên Tôn. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, đây đã là bộ thứ tư thành hoạt hình 3D của ông. Không những thế, còn có cả truyện tranh lẫn hoạt hình 2D của bộ này cho mấy bạn muốn tìm hiểu trước. Bộ phim mở ra với một thế giới huyền huyễn, nơi mà thứ sức mạnh thần lực được đặt lên trên tất cả, mà để có được nó, mọi người phải trải qua tu luyện. Nguyên Tôn xoay quanh nhân vật chính là Chu Nguyên, bản thân là thái tử của Đại Chu Vương Triều và có trong mình vận khí Thánh Long. Chẳng may Chu Nguyên bị Đại Vũ Quốc lập mưu cướp đoạt ngay từ khi chào đời, đó cũng là nguy cơ khiến Đại Chu Vương Triều đứng trên bờ diệt vong. Cũng từ đó mà câu chuyện mở ra, Chu Nguyên bằng tất cả nỗ lực và sự giúp đỡ từ sư phụ, những người bằng hữu, bắt đầu bước vào con đường tu luyện để giành lại những gì vốn thuộc về mình. Thần cảnh là một con đường chông gai, phải trải qua vô vàn khó khăn gấp nhiều lần người khác để có được phải nghịch thiên